Hôm nay mình sẽ chia sẻ món lòng già xào với dưa chua nhé, rất là ngon và cực kỳ đơn giản. Cái phần lòng già thì mình sẽ sơ chế sạch bằng cách là trần sơ qua đi và với muối rượu gừng, sau đó rửa sạch lại và sau đó chúng ta thái nhỏ như vậy. Rồi mình sẽ đi phi thơm hành và xào với cà chua, rồi cho dưa chua vào xào cùng. Dưa chua để nó ngon thì mình sẽ đậy vung lại một lúc để cho dưa nó mềm nhé. Khi xào thì mình không cần cho gia vị đâu, vì bản thân dưa chua nó đã mặn rồi. Khi dưa chua xào gần chín rồi, gần mềm rồi, thì mình sẽ cho lòng vào mình xào cùng. Và xào hai cái phần này cho nó hòa quyện với nhau khoảng 5 phút. Sau lúc đấy các bạn cho thêm ít hạt lêm là được, vì cái bản thân dưa chua nó đã mặn rồi, thế nên mình không cần phải cho lêm nếm gia vị gì nhiều. Chỉ cần ít hạt lêm để cho cái phần dưa vào cái phần lòng này nó hòa quyện với gia vị từ hạt lêm là được. Rồi mình cho thêm hành lá và rau răm vào rồi tắt bếp. Món lòng xào dưa nó rất là đơn giản, nhưng ăn cái món này lại rất hao cơm và cản đi mùi tanh. Thì nhờ cái dưa chua này và thêm một chút sa tế hoặc là tương ớt nhé, để cho nó thêm vị tê tê cay cay và nó cản đi mùi hôi của lòng nhé. Cái lòng già này thì mình có những video sơ hướng dẫn cách sơ chế rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Sơ chế thì các bạn cứ cho gừng với muối với rượu vào, các bạn bóp sau đó sạch, sau đó các bạn xả lại nước và trần với nước nóng, thì cũng cho gừng muối rượu vào chúng ta trần. Cái cách này là cách đơn giản nhất và mình cảm thấy nó rất là sạch. Sau đó thái nhỏ vừa ăn như này rồi mình mang đi mình xào là được. Như này là xem xẹp là xong rồi đấy, và mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Món lòng xào dưa này ăn với cơm trắng này rất là hợp nhá. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây. Nếu các bạn thích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.